Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Vừa là trailer cho tập 162 của Thế Giới Hoàn Mỹ đã được phát hành. Và theo như trailer mới, có khá nhiều thông tin từ việc sự xuất hiện của Bạch Y Thần Nữ, sau đó là hậu duệ của Diệp Phàm bị giết, và Thầy Khảo thể hiện sự mạnh mẽ khi mà đánh bại phiên bản bóng tối của chính mình. Hãy cùng LTG đi tìm hiểu nội dung của Thế Giới Hoàn Mỹ tập 162 trong video ngày hôm nay anh em nhé. Ở trong đoạn xem trước, ta thấy có một nhân vật nữ mới xuất hiện ở trong Thế Giới Hoàn Mỹ. Nhân vật nữ mới này thực ra chính là thần dược vô thượng, Hư Thiên Thần Đăng. Tuy nhiên ở trong phim hoạt hình, nhân vật này được xây dựng với hình dáng con người, trong khi ở trong nguyên tác, Hư Thiên Thần Đăng chỉ là một cây thần dược. Sự thay đổi này mang đến cho khán giả hình ảnh của một cô gái nhỏ trong trang phục trắng bay lượn bên cạnh Thầy Khảo, tạo nên một cảnh tượng khá là đẹp mắt. Sự xuất hiện của Hư Thiên Thần Đăng dưới dạng một cô gái mặc đồ trắng thực ra là để giúp Thầy Khảo. Trong đoạn xem trước, ta thấy Thầy Khảo đang tự đốt cháy chính mình bằng đạo hỏa trên 3.000 bậc thang đá xanh. Thế nhưng phương pháp này quá là nguy hiểm, dẫn đến những biến cố bất thường. Hư Thiên Thần Đăng từng chứng kiến nhiều thiên tài bị hại vì những biến cố này, đã đến để ngăn cản Thầy Khảo. Hư Thiên Thần Đăng mở ra một khoảng không gian cho Thầy Khảo xem một cảnh tượng cổ xưa, trong đó một người đàn ông mặc áo choàng xanh bị bao phủ bởi sương mù xám. Sau đó một bàn tay xám khổng lồ từ trên trời giáng xuống đập chết anh ta một cách tàn nhẫn. Người đàn ông này chính là hậu duệ của Diệp Thiên Đế Diệp Phàm, một nhân vật mạnh mẽ bên trong nguyên tác, có nguồn gốc từ thời đại Thái Cổ. Dù mạnh mẽ đến vậy, anh ta vẫn bị giết, cho thấy mức độ nguy hiểm của những biến cố này. Dù Hư Thiên Thần Đăng cảnh báo Thạch Hạo rằng ngay cả hậu duệ của Diệp Thiên Đế cũng không thoát khỏi biến cố, thế nhưng Thạch Hạo vẫn tiếp tục tự đốt cháy chính mình bằng đạo hỏa. Ở trong đoạn xem trước, khi mà Thạch Hạo đang dùng đạo hỏa để đốt và dùng thần dược để phục hồi cơ thể, một biến cố bất thường đã xảy ra. Một con mắt máu khổng lồ xuất hiện từ hư không, phát ra sương mù xám tấn công Thạch Hạo. Sau đó một sinh vật kỳ dị xuất hiện, mặc áo choàng đen với mái tóc dài. Theo nguyên tác, sinh vật này chính là phiên bản bóng tối của Thạch Hạo, sở hữu các kỹ năng tương tự như là pháp thuật côn bằng, bảo thuật lôi đế và bảo thuật luân hồi. Tuy nhiên nó lại sở hữu năng lực của hắc ám. Phiên bản bóng tối của Thạch Hạo chính thức xuất hiện, thậm chí còn có thể dự đoán Thạch Hạo sẽ tấn công như thế nào. Khi Thạch Hạo nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, anh rất ngạc nhiên và lập tức phản kích mạnh mẽ, muốn tiêu diệt phiên bản bóng tối này ngay từ đầu. Thế nhưng mặc dù đã phản kích mạnh mẽ, khi vừa ra tay, Thạch Hạo không những không chiếm được ưu thế mà còn bị đối phương áp đảo. Thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn, Thạch Hạo đã bị đối phương đánh bị thương. Tuy nhiên chính vì bị thương, Thạch Hạo đã tỉnh táo hơn và thay đổi chiến thuật. Thạch Hạo biết rằng đối đầu trực diện là không khả thi, cần phải nghĩ biện pháp khác. Với vai trò là nhân vật chính, Thạch Hạo nhanh chóng tìm ra cách, đó chính là cố tình tạo ra một điểm yếu để lừa phiên bản bóng tối của mình ra tay. Nhân cơ hội này, Thạch Hạo lấy ra hư không chiến kích và dùng toàn lực tấn công đối phương. Phiên bản bóng tối của Thạch Hạo dù có sức mạnh tương tự, thế nhưng không có đầu óc linh hoạt như là Thạch Hạo, cuối cùng đã bị Thạch Hạo tiêu diệt một cách mạnh mẽ. Khi mà phiên bản bóng tối của Thạch Hạo bị giết, Thạch Hạo cũng thành công thoát khỏi nguy hiểm và sức mạnh của anh ta lại tăng lên một cấp bậc, trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của Thế Giới Hoàn Mỹ tập 162. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.